Mới đây thì Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư quy định về cấp giấy phép tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư quy định tăng dư nợ cho vay đối với khách hàng để đảm bảo các tổ chức tài chính vi mô hoạt động đúng với bản chất hướng đến sự trợ giúp tài chính cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô trong tổng dư nợ cho vay tối thiểu là 90% thay vì quy định hiện nay là 65% đồng thời tăng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng Vimo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Ngoài ra để hỗ trợ khách hàng tài chính Vimo nhưng đã thoát nghèo, tổ chức tài chính Vimo được phép cho nhóm khách hàng này vay tối đa là 100 triệu đồng. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 tới.